Sayanva. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể lễ hội, sau đây xin thay mặt trưởng ban chủ lễ sẽ lên khai mạc lễ hội. Lời đầu tiên xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu cùng toàn thể lễ hội đã dành thời gian quý báu để về tham dự lễ hội Sayanva tại xã Bảo Quang ngày hôm nay. Ban ôn comment thết yon bot atmon tham gia Sayanva. Lễ hội Sayanva còn gọi là cúng thần lúa hay còn được gọi là lễ hội mừng lúa. Đây là lễ hội truyền thống của người dân tộc Chơ Ro diễn ra hàng năm vào những ngày trời đẹp, đêm có trăng sáng. Đây là lễ hội lớn nhất của cộng đồng và để lại những dấu ấn và lễ nghi nông nghiệp của người Chơ Ro. Châu bên xa bên của bên trinh bay gắn phút. Hôm nay trong không khí hết sức vui tươi phấn khởi, chúng tôi tổ chức buổi lễ cúng để tạ ơn thần núi, thần sông, thần đất vì đã phù hộ cho người Chơ Ro có một vụ mùa bội thu có mưa thuận gió hòa, gió để mùa sau nhà nhà được no đủ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, xin thay mặt trưởng ban chủ lễ lên tuyên bố khai mạc lễ hội. Xin chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu về dự lễ hội cùng với bà con lời chúc vui tươi, hạnh phúc, đạt nhiều thắng lợi và thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn bà. Thank you.
Kết thúc nội dung đại gậy thì chúng ta tiếp tục nội dung kéo co. Yeah.
không quay lâu hơn nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.